em yêu anh. Ông ơi, ông theo dõi từ lúc nãy giờ đã thấy nó ra khỏi phòng chưa? Nửa tiếng không thấy nó ra khỏi phòng. Chết rồi. Này bà ơi. Sao? Hay là thằng này nó mắc bệnh tự kỷ rồi? Nó yêu đương cái gì hay là bị cuồng yêu hả ông? Em nhờ anh. Thôi chết rồi. Không ra ngoài ăn uống, không đi vệ sinh làm thế nào bây giờ? Không, chết rồi, hay là thằng này nó mắc bệnh cuồng yêu? Chết rồi. Một thằng con trai độc nhất vô nhị, nó là thằng chống gậy cho tôi. Thế này chết rồi. Thế này chết rồi ông ơi. Tôi không còn... Em yêu anh, em xin anh, từ ngày em gặp anh, em đã trao trọn trái tim cho anh. Anh ơi, em yêu anh. Anh đừng bỏ em, hãy ôm em vào lòng, em xin anh. Thôi! Bố về đây con ơi! Mẹ đây, mẹ đây! Bố đây! Mẹ đây! Ông ơi, làm thế nào bây giờ? Chết rồi ông ơi! Làm thế nào bây giờ? Tất cả là tại bà! Sao lại tại tôi? Bà không chịu chăm sóc con cái giờ mới đến nông nỗi này! Lúc nào là quan tâm chăm sóc? Nó nói gì nhỉ? Cái gì ông? Em yêu anh! Sẵn sàng dâng hiến trái tim cho anh. Tôi chết rồi. Này bà ơi, thằng con trai của mình nó là xăng pha nhớt rồi. Ông vừa thấy có nghe nó bị không? Nó bị ngay rồi. Tôi không có cơ hội có chống nổi ông. Con ơi, em đã nói rồi, anh đừng bỏ em cơ mà. Anh không được bỏ em. Anh cần gì, bao nhiêu tiền em sẽ bán toàn bộ căn nhà này đi. Em sẽ lấy hết tiền của bố mẹ em, em sẽ trao cho anh. Anh đừng bỏ em. Áo đây bố mẹ đấy anh nào. Anh con ơi, trời ơi, 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 không được bỏ em. Làm thế nào bây giờ? Tôi chết rồi. Sao nó vừa bảo nó bán toàn bộ căn nhà của mình. Nó đi theo dài mà. Còn quỹ đen quỹ đỏ nào không? Làm gì có quỹ nào. Chỉ bao nhiêu tiền tôi đưa cho bà hết còn gì nữa. Chỉ có trong két sắt thôi gì. Cạc này này, số đỏ mới lại tất cả vàng bạc vẫn ở chỗ cũ rồi. Vẫn ở chỗ cũ. Tôi bàn với ông thế này nhá. Tình hình nguy cấp lắm rồi. Bây giờ nhá, chuyển toàn bộ tiền vàng trong két sắt và sổ đỏ sang tủ của nó của tôi. Không được, tủ dễ lộ lắm. Thôi được rồi, bây giờ thế này, để vào gối của tôi, lúc nào tôi gối ở đầu là chắc ăn nhất. Không được, nó sẽ nghĩ rằng tiền tất cả ở trong két sắt, không bao giờ nó nghĩ rằng ở tủ của nó của tôi. Nào đi. Rồi đi. Chỗ đi. Đi đâu? Đi đâu? Không được đi đâu hết. Anh phải ở lại đây. Nếu chúng ta không thể đẻ được con, chúng ta sẽ nhận một đứa con nuôi về. Ba chúng ta đến một nơi nắng vàng biển xanh cát trắng, chúng ta sẽ ăn những món ăn ngon, chúng ta sẽ sống cùng nhau. Anh không được đi đâu hết. Thôi đi đâu? Đi đâu, tỉnh lại đi con tỉnh ơi. Tỉnh lại đi con ơi, đi đâu? Nếu mọi người cứ cản nhé, tôi sẽ từ từ. Ôi con ơi, con ơi. Để yên cho tôi nhảy xuống. Mẹ xin con, tỉnh lại đi con ơi. Con trai của con mẹ ơi, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi con ơi. Con làm gì đâu mà tỉnh. Tỉnh lại đi con. Ôi, con cảm ơn bố mẹ. Hai bố mẹ làm ngân hàng mà diễn xong thế. Mày làm cái trò gì thế hả con? Bố mẹ quên mất là con học trường sân khấu điện ảnh. Hóa ra là diễn kịch. Ừ, anh nhớ rồi. Yên tâm, tối anh bảo đi đổ rác rồi. Rồi mai anh về cũng được, không sao đâu. Vợ anh không tò mò, vợ anh không thắc mắc gì đâu. Yên tâm. Ừ, thế... Bố. Tối nay anh em gặp nhau sau bạn nhá. Thế nhá bạn nhá. Con làm gì mà đi không phát ra tiếng động thế hả? Đâu, tôi lấy con đi vẫn có tiếng động mà. Tại bố nghe điện thoại tôi chứ. Thế à? Thế đi học đi con. Đi học về rồi mà bố. Đã đến giờ đi học về rồi đấy. Vâng. Thế thôi, vào tắm rửa chuẩn bị học bài nhá. Chuẩn bị làm bài tập đi. Đi vào đi. Vâng. Ừ. Bố ơi. Hả? Con có chuyện muốn nói với bố. Chuyện gì? Con biết hết rồi nha. Biết cái gì? Con biết hết rồi nha. Ngoài con ra, có tái biết nữa không? Lê xui. Bố bảo này. Lớn rồi đúng không? Vâng. Đàn ông rồi đúng không? Vâng. Đây là chuyện bí mật của hai người đàn ông. Con nhớ chưa? Vâng. Cái chuyện này là con không được nói cho một người nào biết nữa. Nhớ chưa? Vâng. Đây.
Ủa tôi chết tiền để đâu nhỉ? À đây rồi, đây rồi. Cầm lấy 100.000 này. Lát nữa ra mua bim bim nhá. Vâng. Nhớ đấy, cái chuyện này là chuyện bí mật giữa bố con mình, không được nói cho ai biết, đặc biệt là mẹ, nhớ chưa? Vâng. Như đi vào đi tắm đi. Yeah, yeah, được 100.000. Ở đây lúc nào này? Con biết rồi nha. Có yêu mẹ không? Có. Có thương mẹ không? Có. Thương mẹ đúng không? Đây. Này. Không biết gì hết nhá. Dạ, cũng hên xui. Hên xui cái đầu ông. Yeah, được 200.000. Vợ chồng Quân Trang rồi. Quân Trang ơi. À, xin đấy hả con? À, chào, chào bác Giang. Chào bác con. À? Ngoan lắm. À. Lớn nhờ. Này, bác hỏi này. À, bác không cần hỏi đâu. Bác lại sang đây hỏi bố cháu đi đâu đúng không? Đúng rồi. Bố cháu đi chợ rồi. À, thế còn... Mẹ cháu á? Ừ. Mẹ cháu lại đi vắng rồi. Hôm nào bác cũng sao cũng hỏi thế này. Con dài thông minh lắm. Thế năm nay con có được học sinh xuất sắc không? Không ạ, năm nay con học sinh tiên tiến. À, tiên tiến cũng được. Cứ thực chất học là được. Thôi bác về đây. Bác. Sao? Cháu muốn nói một điều này với bác. Điều với bác? Quan trọng thế cả. Điều vâng. gì? Vâng. Điều gì? Cháu biết hết rồi nha. Cái gì? Cháu biết hết rồi nha. Con bảo cái gì? Cháu biết hết rồi nha. Thế là con biết hết rồi hả? Vâng. Ôi xin. Bố thật lòng xin lỗi con. Đi lên bố xem nào. Bố vẫn chu cấp cho mẹ Trang 5 triệu để nuôi dưỡng con. Gần chục năm nay, đêm nào bố cũng khóc. Vì bố đã phải để con ở chung với một kẻ khác máu tanh lòng. Không biết khi nào cha con mới được đoàn tụ. Ba là bố cháu à? Thế sao bảo con biết hết rồi? Con có biết gì đâu. Con nói thế hết xui. Nghiệp của em gọi là sáng lạng luôn, bởi vì là em hợp với cô Hồn, người ta độ duyên cho em ấy, người ta phù lộc cho em, lúc đấy em mới có tiền lại gửi chị cả gốc lẫn lãi luôn, chị cứ yên tâm cho em mà. Đúng rồi, trông nhìn mày giống cô Hồn thật. Nhưng mà nhớ đấy nhá, muốn sống cho nó yên ổn ấy, muốn làm ăn tử tế thì cứ đúng hẹn cho chị. À, vâng, em luôn đúng hẹn mà chị. Vâng, còn nếu là không á, chị cho trẻ con làm việc với em đấy. Ui trời ơi, chị ơi, người lớn này còn chả sợ gì đi trẻ con ấy. Kinh nhờ, kinh nhờ, thích người
dạ. Nhớ đấy. Ờ, ok. Ok chị ơi. Ờ, chị ơi, chị ơi. Còn Danh thì láo thật. Hai thằng mày cứ ngồi đấy. Nó dám kêu nó không sợ trẻ con. Bây giờ mình đợi nó về nhá. Nếu mà thái độ của nó không ra gì, cho nó đi chăm sóc sức khỏe luôn. Láo mù lếu. Hình như nó về sáng nhỉ. À, chào cả nhà. Anh Lai đây. Này qua, bà là mẹ con Ô Thương đúng không? Mẹ nào? Bà không phải là mẹ nó à? Thế nó có nhà không? Tôi đang đợi nó đây này. Đợi nó làm gì? Tôi là chủ nợ nhá. Tôi đang đợi nó đây để đòi. À, bà đến đây bà đòi nợ con Danh Thương là cái gì? Thế nó nợ bà bao tiền? 50 triệu. 50 triệu mà ông đến đây đòi nợ. Nó này, đang nợ tôi này, tính ra giá trị là bằng 10 lần cái nhà này. Úi giời ơi, sao nó cho nó nợ nhiều thế? Nó vay tiền tôi, nó bảo nó làm ăn, rồi cuối cùng là nó không trả mà nó khất lần cái lượt. Hôm nay nha, tôi đến đây này, không có đòi nợ rồi nước hết. Tôi san phẳng luôn cái nhà này của nó. Thôi chú ạ. Cái gì? Làm sao mà thôi? Bà lòng hoàng, bà không phải dạy tôi nhá. Tôi bằng này tuổi đầu rồi, lăn lộn giờ xã hội bao nhiêu năm rồi, đầu hai thứ tóc rồi thế này. Tôi thấy cái tóc nó đâu. Lằng nhạ lằng nhằng. Alo. Ờ, chúng mày à? Bây giờ chúng mày là đi mua ngay mấy chục lít xăng nhá. Điều thêm hai cái máy xúc nữa đến đây cho tao. Khẩn trương. Nhớ chưa? Ồ chú ơi, tôi nói thật nhá. Ai lại dồn nó vào bước đường cùng như thế? Mình còn phải để nó sống được còn lấy tiền chứ. Ừ. Dồn đường cùng cái gì? Tôi bây giờ không cần lấy tiền nữa. Nó, bà bảo tôi dồn nó đến đường cùng cái gì? Nó đẩy tôi sát ra bờ vực rồi này, sát xuống vực rồi này. Tiền nong của tôi bây giờ không quan trọng. Tôi ấy, hôm nay là san phẳng luôn cái nhà này. Chú buồn cười nhỉ? Mình phải tìm cách mình lấy tiền chứ lại thế. À, bà lại dở giọng bênh nó đúng không? Hay là bà định trả nợ cho nó? Hả? Thế buồn cười nhỉ? Chuyện nào đi chuyện đấy chứ gì? Tôi liên quan đến nó. Thôi được rồi, đi về các con. Lại thôi à? Chả thôi. Cả đống này chả lấy được 50 triệu. Đi về ở đây lúc này chả phải đầu phải tay. Mình hả? Thế à, đây rồi. Dạ. Con này rồi. Dạ. Mày còn trốn được nữa không? Tao hỏi mày bây giờ mày, ý mày giải quyết như thế nào? Mày định thế nào? Thôi ngớm nữa, kịch đã hạ màn rồi mà nghệ sĩ vẫn cứ diễn mãi thôi. Có tâm lắm, em tâm với anh cũng chân thành luôn á. Này, con mụ này cực kỳ dai. Bà ấy thủ sẵn ở đây một tuần rồi chờ em ra để bắt sống em đấy. May có anh qua. Bây giờ về hết rồi gì? Về hết rồi. Anh đúng là cứu tinh của cuộc đời đấy em đấy. Đúng những cái lúc khó khăn như này cũng chỉ có anh bên cạnh em thôi. Em thật sự ấy. Thôi, không phải nịnh. Này, tôi không hiểu cô làm ăn cái kiểu gì mà vay một đống tiền ấy xong bắt đầu là để người ta đến đòi thế xong đầu trốn chui trốn nhủi. Làm mới chả ăn. Này, tôi giúp cô đúng một lần cuối cùng này thôi nhé. Dạ. Lần sau đừng có mà có cái việc gì đừng có mà dơ tôi ra xong đầu là tôi đứng mũi chịu sào cho cô thôi. Anh, đúng chỉ có một lần này thôi, không bao giờ có một lần sau, em xin thề. Nhớ làm ăn phải cẩn thận, nhớ chưa?